Về thêm một lô giả hàng Pháp, hàng Umki các bác nhé. Hàng này thì em về số lượng liên tục, và nếu mà so với giá ngoài thị trường thì em đảm bảo với các bác là giá cực kỳ là cạnh tranh. Một chậu của nó sẽ là một chậu nhiều đầu. Cái này thì em không thể nào em đếm hết được tại vì nó nhiều đầu quá. Nhưng mà cũng, đây, nhìn xem trong đây nó cũng rất là nhiều đầu các bác nhé. Hàng này thậm chí có những cây nó đã thắt ngọn rồi, thắt ngọn rồi. Ở ngoài thị trường người ta cũng có bán những cái loại này, nhưng mà bán khi mà nhà vườn người ta sang cái chậu to hơn, sang chậu to hơn, thì lúc đấy là người ta tính thêm cả cái tiền chậu này, rồi cả cái tiền người ta công người ta sang chậu ấy, thì nó sẽ đắt hơn. Lúc đấy thì có thể nó sẽ rơi tầm 120 đến 150 một chậu. Hôm nay thì em lấy cái lô này là cái lô mà nhà vườn chuẩn bị sang chậu thôi. Chuẩn bị sang chậu, nhiều đầu nhiều ki như thế này này. Đấy, có những cây ki mọc ở trên thân luôn. Và em vẫn cố gắng giữ giá cho các bác với giá là 85.000 đồng một bầu giả hạc Pháp nhé. Cái này mà các bác ghép ra bảng dớn ấy, ghép từng ki ra cái bảng dớn, đến Tết nó dài thì rất là đẹp. Và thời điểm Tết thì một cái thân giả hạc Pháp nó cũng phải rơi tầm 100.000 một thân rồi. Đấy, hàng đẹp chưa? 85.000 một cốc. Rất là nhiều đầu, hàng bao đẹp luôn, hàng vừa về số lượng nhiều đấy ạ. Các bác nào nhanh tay thì được cây, cây đẹp. Đấy, em sẽ lựa cho các bác những cái cây đẹp nhất có thể để gửi đi, bởi vì hàng vừa mới về, một cái lô hàng mới tinh, tinh luôn ạ. Tiếp đến em giới thiệu các bác những cái giò sơn thủy tiên hàng thuần đến 3 năm tại vườn nhé. Đây là dòng sơn thủy tiên hàng rừng, và mặt hoa của nó dòng cánh sáp và họng mấu vàng đậm. Đấy, đây là cái dòng bông hoa vừa sổ này. Cái lô hàng này em nhập về hàng chậu, người ta trồng thuần cũng lâu rồi, và chậu của nó thì rất là nhiều thân. Năm vừa rồi là bán cái chậu này nó phải 350 một chậu đấy các bác này. Đấy, các bác nhìn một cái lô hàng sơn thủy tiên mướt mát và đẹp chưa ạ? Nhiều thân tơ, thân mầm đang lên rất là khỏe khoắn. Và đợt này thì em nhập của vườn giá rẻ hơn so với thời điểm Tết. Em bán với giá là 290.000 một giò thôi. Một giò bự này các bác mua chỉ có 290 mà về chỉ việc treo lên thôi nhá. Đây các bác mua cái hàng kg này, nó sẽ không được đẹp mướt luôn, và nó nói chung là nó phải mất một cái thời gian rất là lâu để nó có thể là thuần được một cái chậu đẹp mướt như thế này các bác. Thì nếu mà các bác thích thì lấy luôn cái hàng thuần này luôn, giá chỉ có 290 thôi. Và nếu mà mua hai chậu này, hai chậu này thì em tính là 280.000 đồng một giò. Đấy, ví dụ hai chậu mà ghép thành một giò nó thành một giò khủng luôn. Sơn thủy tiên hoa rất là đẹp và hoa thơm. Đấy, bông hoa của nó dày dặn và hoa rất là thơm và đẹp đấy ạ. Vòi hoa dài. Đấy. Theo thì em sẽ lên cho mọi người cái bộ cát nhà em đã phân màu nhé. Hàng này thì em nhập từ nhà vườn, người ta chuẩn chỉnh màu cho các bác luôn. Và tất cả những dòng cát này thì em sẽ đính kèm cho mọi người thêm mặt hoa, gần 20 loại hoa cát lay ra. Dòng cát này thì em cũng xin phép nói qua là nó là một thuộc dòng dễ chăm, dễ trồng và rất dễ là phát triển. Các bác về chơi hoa có thể chơi hoa quanh năm, riêng đối với dòng này. Và dòng này là dòng cát một lá, bông to, bông đại, nên được rất là nhiều các bác yêu thích. Em xin phép báo giá luôn, tất cả dòng cát này thì em xin phép bán đồng giá với mức giá là 130.000 đồng một chậu. Hàng phân màu chuẩn chỉnh hoa. Còn những cái hàng mà các bác mua ở ngoài ấy, thì nó có thể rẻ hơn 10.000 hoặc 20.000. Thì hàng đấy thì hàng solo, không phân được màu. Nhiều khi các bác về các bác không biết là cái màu đấy nó đã chuẩn chưa, bởi vì đây là hàng cát tem nhé các bác nhé. Cát tem có phân màu rồi. Và em sẽ đính kèm cho mọi người, các bác đọc vui lòng đọc cho em đúng mã, mã tên cây, mã này, mã số thứ tự cây và tên mặt hoa, để cho em nhặt, nhân viên nhặt cho chuẩn chỉnh nhất cho mọi người nhé. Đấy, tất cả cái này đều có từng khay và ghi tên rồi. Và tùy từng loại thì cái độ to nhỏ, nhiều nhánh của nó thì cũng sẽ khác nhau, nên là căn cứ vào từng loại các bác đặt thì các bác xem tình trạng cây giúp em nhé. Sau đây thì em sẽ đi qua từng mã, báo giá thì là 130.000 một cây rồi ạ. Mã số đầu tiên, mã số 1, em xin giới thiệu các bác đến cái cát đỏ nhung 130.000 một bụi. Đây ạ, cái tình trạng cây đây. Nói chung là cây như vậy cũng khá là ổn và nhiều tép trong một chậu. Màu đỏ nhung này, màu đỏ đậm đà và rất là đẹp. 130.000 thôi ạ, hàng hot. Mã cát số 2, đó chính là màu xanh lưỡi hồng. Nó có điểm hơn so với màu xanh cốm, đó chính là thêm cái họng hồng nữa. Và dòng này thì là dòng top bán chạy của nhà em đấy ạ. Cây cát của nó này rất là khỏe, lực. Đây ạ, tình trạng cây này rất là khỏe và lực này. Đấy, cây cũng nhiều thân, lá dày dặn đẹp. 130.000 đồng một chậu. Đây là cát xanh lưỡi hồng. Mã số 3, cát xanh cốm. Dòng này thì hoa màu xanh cốm, cái màu hoa xanh rất là mát mắt và đẹp. Đây là tình trạng cây đây. Cây của nó, lá của nó dài, cũng khá là đẹp đẽ. Đó, 130.000 thôi ạ. Đây là cát màu xanh cốm. Mã số 4, cát vàng lưỡi đỏ. Dòng này thì hoa của nó màu vàng rất là đậm đà và lưỡi của nó màu đỏ đậm. Đấy, hôm nay thì về cái màu này thì cũng rất là hot nhá. Dòng này thì 130.000 đồng một cây. Đây là cát vàng lưỡi đỏ ạ. 130.000. Mã số 5, cát hồng chớp.
Cánh của nó thành viền, chớp chớp và hoa rất là xinh. Màu nhẹ nhàng, thanh thoát. 130.000, bụi cũng rất là nhiều thân và đẹp. 130.000 đồng một bụi cát hồng chớp, mã số 5. Mã số 6, màu đỏ cam. Đấy, cái màu này là màu đỏ, đỏ cam. Tình trạng cây nhá, hàng cát tem hết. 130.000, đỏ cam cũng là một cái màu hot này. Hàng về cái màu đỏ cam rất là nhiều, thoải mái luôn. Mã số 7, cát ngũ sắc. Đây là một dòng hàng mà với mặt hoa của nó thì nhiều màu trên một bông hoa. Cát ngũ sắc cũng là tốt trong những cái dòng hàng được các bác yêu thích. Bụi cũng tương đối to. 130.000 đồng một bụi cát ngũ sắc, mã số 7. Mã số 8, xanh mướt mần mượt, đó chính là trắng lưỡi nhung nhá. Đây là một bụi trắng lưỡi nhung này, em sẽ nhấc lên cho mọi người xem. Một bụi của nó cũng khá là to và đẹp luôn. Màu trắng bông to và lưỡi màu nhung, ánh lên nhung rất là đẹp, lưỡi đậm đà. 130.000, màu trắng lưỡi nhung, mã số 8. Mã số 9, cát hồng phấn, 130.000. Đây ạ, một bụi của nó đây. Giả hành thì nó to hơn nhưng nó cũng không quá nhiều giả hành. Ở cát này thì nó đẻ nhánh nhanh, các bác về các bác cho sang chậu thì đẻ nhánh cũng khá là nhanh và sẽ sớm được một cái bụi to đây ạ. 130.000 cát hồng phấn, mã số 9. Mã số 10, trắng lưỡi hồng. Đây là lấy tạm cho mọi người một cái bụi trắng lưỡi hồng này. Đấy, cây của nó cũng khá là nhiều giả hành. Các bác lưu ý là những cái giả hành con khi nó già đi thì nó sẽ bị rụng những cái lá này nhá. Nên là đến nơi có thể một số những cái lá gốc nó vàng, các bác hết sức thông cảm cho em. Tại vì dòng nào cũng thế, nó cũng phải thay lá và những cái cây nó già đời thì nó cũng phải rụng đi ạ. 130.000 trắng lưỡi hồng. Mã số 11. Đợt tới này, hôm nay về cái dòng cam mắt mèo này thì là một dòng mặt hoa đẹp, loại hoa mới, hai mắt của nó đậm đà đẹp. Cam mắt mèo, 130.000 đồng một bụi nhé. Đây là cát cam mắt mèo. Đây là mã số 11, cam mắt mèo. Mã số 12, cát vàng lưỡi nhung. Một bụi cát vàng lưỡi nhung ạ. Lấy tạm cho mọi người xem qua một bụi này. Đấy, bụi của nó khá là to, giả hành khá là mập mạp và đẹp. Vàng lưỡi nhung này em bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Vàng lưỡi nhung, hoa màu vàng, họng màu hồng. Mã số 13, cát trắng lưỡi tím, 130.000. Đó, tình trạng cây cát trắng lưỡi tím này ạ. Đó, một chậu của nó này. Đấy, cát những cái mầm cát nó mọc lên nó cũng rất là khỏe, 130.000. Loại này thì thân lá của nó sẽ ăn nắng nhiều hơn là những loại khác nên là lá của nó sẽ hơi màu vàng vàng. Có một số loại thì cát nó lá nó sẽ rất là xanh. Trắng lưỡi tím này thì cát là 130.000, mã số 13. Mã số 14, cái dòng cam lửa nhá. Cam lửa màu rực rỡ. Đó, một bụi cũng khá là nhiều thân, thân xanh đẹp, 130.000. Đây là cát cam lửa. Đó, tổng thể cái lô hàng vừa mới về. Mã số 15, một cái dòng cát cũng khá là hot và được chạy hàng của nhà em, đó chính là cát trắng họng vàng. Đấy, một bụi của nó củ giả hành mập mạp như vậy cũng có giá là 130.000, cát trắng họng vàng. Mã số 16, cát hồng đậm. Dòng này thì hoa của nó đậm đà, đẹp. Chậu cũng khá là nhiều giả hành, 130.000, cát hồng đậm. Đó, cái mặt hoa thì như trên màn hình mọi người cùng tham khảo. Bông hoa của nó rất là đẹp, bông to, sai hoa. Mã số 18, cát orin nhé. Mã số 18, cát orin, 130.000 đồng một cây. Cây cũng khá là to, đẹp, nhiều giả hành. Và trên đây là tổng hợp tất cả gần 20 loại cát nhà em hiện tại đã phân màu cho mọi người nhé. Các bác lưu ý một lần nữa là đặt hàng, đọc đúng mã tên hàng, bên em sẽ nhặt hàng cho các bác theo từng khay và ghi tên cho bác thành bầu. Lưu ý là cây của nó tùy từng màu sẽ là cái giả hành, độ to, độ nhỏ nó sẽ không được như nhau, nhưng mà cũng xem tầm 1 8 1 10 nhá. Hàng rất là đẹp, đồng giá 130.000 đồng một bầu ạ. Em có về thêm một loại nữa, đó chính là dáng hương mặt trời đỏ này. Đấy, dòng này thì cây của nó rất là nhiều cặp lá. Đấy, cây lá xếp đẹp, 180.000 đồng một chậu, dáng hương mặt trời đỏ, hoa màu đỏ rực rỡ. Mua một cặp sẽ là 350.000 sẽ được một cặp. Dòng là đây là dòng dễ gió. Còn phía bên đây đó chính là dòng hoàng nhạn Indo. Đấy, hôm nay thì bé size này nó nhỏ hơn một chút xíu và giá cũng mềm hơn, cũng 180.000 một chậu. Và lấy một cặp sẽ là 350 nhá, hoàng nhạn Indo hoa thơm. Còn đây là dáng hương mặt trời đỏ ạ. Trầm nét tơ đỏ, một trong những dòng trầm mà hoa màu đỏ đậm, hoa tím đậm này các bác này, hoa tím lịm luôn. Một bảng của nó thì cũng đang lên rất là nhiều mầm ki nhá. Hàng này thì em bán với giá là 160.000 đồng một giò. 160.000 đồng một giò trầm nét tơ đỏ đang lên rất là nhiều mầm. Em vừa gặp đến một cái lô hoàng thảo vôi, hoa tím lịm, tím đậm luôn.
Và hàng 100% là hàng thân tơ, hiện tại đang lên rất là nhiều đầu mầm nhá. Đây em sẽ cho mọi người xem này. Đấy, tình trạng này rất là nhiều thân mầm tơ đang lên, một bảng của nó rất là nhiều mầm. Cái này thì các bác chăm tốt là năm nay ấy, cuối năm là sẽ có một cái giò vôi xịn sò để chơi Tết luôn. Rất là đẹp. Đấy các bác ạ. Đấy, hàng đẹp nhá các bác nhá. Hàng vừa mới về. Đây cái mặt hoa của nó này. Đây là cái hoa của nó là vừa rồi là nở hoa, vẫn còn sót lại một số bông. Cánh của nó là cánh tím đậm nhá. Nếu các bác thông thường vôi của bác là hay nở cái màu nhờ nhờ thôi, thì đây là dòng vôi hoa tím đậm, tím lịm luôn. Đấy. Và đây là dòng vôi thân mập này. Thân vừa mập và thân lại tím đậm, hàng chuẩn hàng nhá. Em có nhập một cái lô vôi này là hàng để các bác sưu tầm. Đấy, thân nó cũng ngắn ngắn thôi, bởi vì đang là cái thời điểm đầu xuân. Thời điểm đầu xuân để vôi của nó phát triển nhá. Chứ nó cũng chưa dài được, tại vì thời điểm cuối năm mới là thời điểm của vôi nó phát triển dài để chơi hoa, thân ngọn chơi hoa. Và hàng này là hàng chuẩn hàng luôn. Những cái bảng hoàng thảo vôi tím đậm, tím lịm và thân siêu mập như thế này, em bán với giá là 170.000 đồng một bảng nhá. 170.000 đồng một bảng hoàng thảo vôi hoa tím đậm. Đấy, hàng về số lượng nhiều, thoải mái các bác đặt hàng. Về một cái loại mới giáng hương sưu tầm, đó chính là dòng giáng hương Samurai. Dòng này thì hoa của nó thì nó cũng không to, nhưng được cái là dòng này lại là hoa thơm, dòng hoa thơm. Dòng giáng hương sưu tầm hàng của Thái Lan. Giáng hương Samurai này, mỗi chậu nó như thế này em bán với giá là 140.000. 140.000 đồng, à 130.000 thôi. Một bụi cũng một cũng 2 3 4 con gì đấy. 130.000 nhá, hàng sưu tầm. Đây là giáng hương Samurai hoa thơm. Tiếp theo đó chính là chớp Mỹ ạ, chớp Mỹ. Chớp Mỹ hàng cũng là hàng ươm ki chuẩn hoa với cánh hoa viền chớp đẹp. Hôm nay thì em về cái lô hàng này, nó là hàng trong cốc, nó rẻ hơn là hàng trong chậu. Hàng này về các bác phải sang chậu một thời gian thì cây nó mướt đẹp hơn. Chớp Mỹ hàng thành phẩm Tết thì thường nó sẽ là 350.000 đồng một thân đấy các bác. Đấy, như năm ngoái là khi hàng thắt ngọn là giá như vậy. Còn bây giờ các bác mua hàng cây giống này, thực ra gọi là hàng giống thôi, nhưng mà nó cũng đã trưởng thành rồi. Em sẽ đo cho mọi người nhé, nó phải rơi tầm gần 2 gang tay của em rồi á, thậm chí là có cây hơn. Và loại này cũng gọi tương đương là một dòng chuẩn bị, là chuẩn bị chuyển sang hàng thành phẩm đấy ạ. Các bác biết một cái kỳ nhỏ nhỏ này, hàng giống thôi, thị trường đang bán ra cũng phải rơi tầm 60.000 đến 70.000 rồi. Và một cốc dài miên man như vậy ạ. Đấy, các bác mua về là năm nay chơi hoa luôn nhá, chứ không phải là đợi đến 2-3 năm nữa mới chơi hoa đâu ạ. Hàng này thì em có hai loại nhá. Loại thứ nhất là loại chậu một thân. Loại chậu một thân này thì em bán với giá là 180.000 đồng một chậu. Đấy, 180.000 một thân thôi. Rẻ hẳn một nửa so với giá thời điểm Tết. Loại thứ hai là loại một thân và một thân, hai thân. Một thân dài, một thân ngắn hơn. Thân ngắn này cũng phải rơi tầm khoảng một gang tay đấy. Đấy, loại hai thân này em bán 220. Đây là chớp Mỹ. Có hai loại, 180.000 và 220.000 nhá. Đây là chớp Mỹ hàng mới về đây. Nói chung là hàng đang đi ngọn. Hàng này mà đến Tết nó phải dài tầm 5-6-70 cm đấy ạ. Tiếp đến là những cái bảng phi điệp tím cánh bầu, với lưỡi của nó là màu tím đậm này, cánh rất là bay nhá. Bông hoa của nó thì cực kỳ là sai hoa. Đây mọi người này, cùng ngắm qua cái khuôn bông của nó này, rất là đẹp đấy ạ. Không khác gì những cái dòng hàng hoa khác, rất là đẹp và cánh rất là bay. Đây ạ, em về những cái bảng này hiện tại nó đang chuẩn bị đơm bông, lưỡi màu đậm đà luôn đấy các bác. Xém xít nữa thì có thể là lưỡi bẹt rồi. Đấy, màu tím đậm luôn. Và mỗi bảng như vậy này, mỗi bảng này em bán với giá là 160.000 đồng một bảng nhá. Hoa cánh bầu và lưỡi tím đậm. Đấy, hàng chuẩn chỉnh bông cho các bác. Mỗi bảng nhiều thân nhiều kỳ, với giá chỉ có 160.000 thôi. Đợi bên đây nhà em thì còn rất là nhiều này. Đấy, đây là một dòng phi điệp mà cánh bay, nên là em ưu tiên nhập cái loại này nhiều. Một số cây còn đang có nụ hoa. 160.000 đồng một bảng phi điệp tím cánh bầu. Tiếp đến là những cái bảng cáo trắng. Đây là cáo trắng, hoa màu trắng đột biến này. Và các bác lưu ý là hàng hiện tại một số cây có nụ, một số cây thì chưa. Nhưng những cây nụ thì nó dài quá, nó cũng bị chột nụ rồi, nên là em bán cho mọi người là cái giá làm giống nhá. Và cáo trắng khi nó có nụ ấy, nó dồn chất nuôi nụ thì thường là những cái lá gốc của nó sẽ xấu đi. Và đây tổng thể cây thì nó cũng là cây lá xếp thôi. Em bán là 250.000 đồng một cây. Và hoa của nó dòng hoa sưu tầm, hoa màu trắng đột biến sưu tầm. Và giá là 250 một bảng nhá. Hôm nay thì còn số lượng ít thì em bán 250, chứ giá cũ là 270.000 đấy ạ. Đây những cái cây lá xếp, đây em quay sát nhé. Cái này em đứng hơi gần, chứ còn cây nó cũng vừa vừa thôi ạ. Tiếp đến đó chính là nụ Tali. Dòng nụ Tali này với mặt bông hoa của nó là cánh bầu đẹp, dòng gieo hạt, nhưng mà đây ạ, hàng bông mẹ gieo hạt ra, cây nó rất là đẹp. Cây khỏe mạnh, thân mập mạp đấy ạ. Những cây nụ ấy, thân nụ mập luôn. Và đây là những cái kia đang lên này, rất là khỏe. Một chậu của nó tương tự như vậy, em bán với giá là 85.000 đồng một cốc nhé. 85.000 đồng một cốc.
Châu Như và Nutali. Đấy, hàng này số lượng về rất là đẹp luôn. Bác nào mua từ 5 cốc nhá, mua từ 5 cốc kết hợp giữa Châu Như và Nutali thì em sẽ bao phí ship vận chuyển cho mọi người nhá. Bao phí ship khi mua từ 5 cốc trở lên. Vừa mới về bổ sung thêm một lô Châu Như F2 nhá. Hàng Châu Như F2 thông thường thì nó sẽ sổ ra mặt bông với lưỡi bẹt cực kỳ là đẹp. Dòng Châu Như này thì hàng của nó cũng là key 52 rồi. Và năm ngoái cũng đã có rất là nhiều những chậu đã sổ bông. Và tỷ lệ bệt nó phải chiếm đến 90%. Đấy, hàng gieo hạt thôi nhưng mà đã sổ bông trong vườn. Và em sẽ đính kèm cho mọi người cái bông hoa bệt của nó. Màu hoa lưỡi bệt rất là đậm đà. Và mỗi cốc Châu Như F2 ngày hôm nay em bán cũng với giá chỉ có 75.000 đồng một cốc ạ. Đấy, hàng này thì lần nào em về cũng cháy hàng và rất là chạy hàng luôn. Đấy, các bác nhìn này, cái lô hàng nó rất là đẹp. Có những cây đi ngọn này, có những cây thắt ngọn rồi này. Đấy, và có cả những cái cây ki mọc cả trên thân luôn. Đấy, những cây ki mọc trên thân rất là khỏe. 75.000 đồng một cốc thôi. Giá rất là yêu thương. Lại tiếp tục lên cho các bác những cái bộ hoa phụ nữ hiện tại đang có mặt tại nhà em. Và hiện tại thì có 3 loại phụ nữ mà rất là được các bác yêu thích. Dòng phụ nữ đầu tiên giới thiệu các bác đó chính là dòng phụ nữ sô-cô-la hoa thơm, với mỏng hoa của nó là màu sô-cô-la. Và dòng này hương thơm rất là ngọt ngào. Và một chậu của nó là chậu bự, chậu to nhá. Dòng hàng nhà em thì về liên tục các bác ạ. Các bác thấy ạ, nhà em thì update liên tục mặt hàng, cây về xanh mướt. Dòng này thì đẻ nhánh nhanh và cũng khỏe, và vòi hoa rất là dài. Phụ nữ sô-cô-la em bán là 150.000 đồng một cốc nhá. Dòng sô-cô-la hoa thơm. Đấy, 150.000, cả một lô hàng về rất là tươi đẹp. Tiếp theo đó chính là phụ nữ hoàng hậu hoa xanh. Top 1 trong phụ nữ đẹp và với mặt bông vòi hoa dài. Hoàng hậu xanh nhà em đó chính là chậu của nó là chậu phi to. Chậu phi to và thứ hai cây trưởng thành nhá. Nó khác so với thị trường đang bán là những cái cốc giống. Nếu các bác muốn trồng mà để nó có thể thu hoạch hoa sớm thì các bác lấy những cái chậu này nó quá là hợp lý rồi. Bởi vì những cái chậu giống các bác trồng với nó phải ít nhất tầm khoảng 1, 2, hơn 2 năm. Những cái cốc giống á, nó rẻ hơn một chút thôi. Và đây là cái hàng này, nhà em là cái hàng chậu to và củ giá hành nó rất là khỏe, nó mập. Hàng này thì hàng thuần tại Việt Nam rồi. Về các bác có thể là cho sang chậu to hơn hoặc là trồng giữ nguyên như vậy. Phát triển rất là dễ dàng. Em bán là 150.000 đồng một chậu phụ nữ sô-cô-la, phụ nữ hoàng hậu hoa xanh. Phụ nữ bạch ngọc, dòng hoa màu trắng và hoa thơm với váy trắng vàng. Hôm nay thì lô này về nhiều thân này. Lô hôm trước chưa chắc đã nhiều thân như thế này đâu. Chậu hôm nay nhiều thân mà đẹp cực kỳ là miên man luôn. Hoa màu trắng tinh và rất là thơm nhá. Dòng phụ nữ bạch ngọc này em bán với giá là 150.000 đồng một chậu ạ. Và loại này khá là mới, giới thiệu đến các bác luôn. Đó chính là dòng tam bảo sắc hoa trắng nhá. Dòng hoa trắng nổi biến ạ. Đây là cây lá xếp. Và mỗi chậu tam bảo sắc hoa trắng này, hàng rất là đẹp. Em bán là 160.000 đồng một chậu. 160.000 đồng một chậu tam bảo sắc hoa trắng. Hoàng nhạn mít 4 nọ. Hôm nay thì em về cái size, đó chính là cái size cây nhỏ hơn so với cái dòng hôm trước, cái loại chậu to. Đây là cái hàng chậu gỗ nhá. Và là cái dòng hoàng nhạn mít 4N thì nó quá là nổi tiếng rồi. Thứ nhất là cây lá của nó là dòng lá mít, lá rụt rịt và bản lá rất là to. Cây hôm nay thì nó cũng khá là nhỏ nhắn và nó cũng khá là hợp với vừa túi tiền của nhiều người hơn. Những cái chậu hôm trước là 600.000 thì cây nó to, không phải là bác nào cũng sưu tầm được ạ. Hôm nay thì em có về một chút xíu nhá. Đã. Và hôm nay những cái chậu hoàng nhạn mít 4N này thì em bán với giá là 290.000 đồng một giò nhá. 290.000 đồng một giò mít 4N. Đấy, hàng chuẩn đẹp và loại này thì hoa thơm nước mũi ạ. Số lượng về cũng có ít thôi. Đây, cái bản lá nó to như này. Đấy, to, đẹp. 290.000. Tóc tiên hương dừa, một cái dòng tóc tiên với hương hoa thơm, mùi ngọt ngào của dòng hương dừa đấy ạ. Đấy, một chậu của nó là bụi to, nhiều dạ hành. Cái mặt hoa của nó là màu hoa đỏ đô, rất là đậm đà và hoa thơm nhá các bác nhá. Đấy, cái dòng này cây của nó cũng dễ phát triển. Một bụi như vậy em bán với giá là 180.000. Dòng này là dòng bụi to nhá. Cũng có những cái nơi mà người ta bán cái dòng bụi nhỏ hơn thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà em ưu tiên nhập các bác là những cái hàng chọn bụi to khủng. Đấy, một chậu như vậy 180.000 này. Rất là đẹp. Tóc tiên hương dừa Dendro 6 mắt ạ. Dòng Dendro 6 mắt nai này thì hôm nay em có về một cái dòng hàng rất là mới. Thường thì cái dòng Dendro sân này các bác mua là những dòng hàng thường. Nó chỉ có họng thôi và nó không có mắt ạ. Đây là cái dòng Dendro 6 mắt và hoa rất là đẹp. Và đây là dòng hàng sưu tầm. Một cây của nó là dòng cây thân tơ ạ. Mỗi cốc như vậy nó sẽ có một thân mẹ cao và hai một thân mầm. Với cả hầu như là như vậy. Đây, nó như thế này. Đấy, tình trạng nó như thế này. Đang đua ngọn, rất là đẹp. Cây thân tơ, hàng đẹp.
Và mỗi chậu Dendro 6 mắt nai này thì em xin phép bán với giá là 220.000 đồng một giò nhé. Cái này có mặt hoa chuẩn chỉnh bởi vì hàng ươm ki. Em sẽ đính kèm cho mọi người cái mặt hoa để các bác xem là cái dòng này nó là một cái dòng hàng rất là mới đấy ạ. Dendro ngũ sắc ạ. Dòng Dendro này thì hoa của nó màu vàng rất là đẹp, đây cánh nó hơi phớt hồng này. Đây là bông hoa vừa sổ. Thậm chí là trong lô có những cái những cái bụi nó còn sổ ra cả những bông hoa nó 2-3 màu cơ. Một bụi như vậy em bán với giá là 200.000 một chậu Dendro ngũ sắc. Hôm nay có về một cái loại nữa rất là mới, đó chính là Nichata. Đấy, cái dòng này nó như kiểu là lan tóc tiên của mình đấy ạ. Tóc tiên của hàng rừng mình. Nó cũng là cái dòng mà nó rũ xuống và hàng này chơi cả rễ này, cả hoa. Đây bông hoa của nó đây. Đây những bông hoa của Nichata đây mọi người này. Đấy các bác nhìn thấy bông của nó rất là đẹp nhá. Sai hoa. Và mỗi bảng Nichata thân thọ rủ dài như thế này, chơi cả rễ. Cái này treo nó rất là mát mắt và hàng này chỉ cần tưới thôi nó cũng phát triển rất là dễ dàng rồi. Em bán là 160.000 đồng một bảng Nichata nhá. Em có về thêm một cái lô hạc vĩ trắng nữa. Cái dòng hạc vĩ trắng này là cái dòng hàng hot. Em thấy được thời điểm này các bác thích là chơi sưu tầm những cái hàng hiếm, hàng hot như thế này. Đây ạ, hàng này là hàng chuẩn bông các bác nhá. Em chỉ lấy một cái bảng nó đang có bông để các bác xem qua, cái mặt hoa của nó là màu trắng tinh thôi. Còn đâu đó là những cái bảng này là em lấy là cái bảng nhiều mầm. Hàng này các bác chăm mầm này thì để đến lấy giống thì nó cực kỳ là được rồi ạ. Đấy, hàng siêu đẹp luôn. Về một lô rất là đẹp, đây là dòng hạc vĩ trắng nhá. Hạc vĩ trắng này em bán là 150.000 đồng một bảng nhá, 150 một bảng. Đấy, những cái thân tơ này, này ra hoa, thậm chí có những cây có còn lên ki ở trên thân này. Cái lô hàng hôm nay về mướt đẹp và rất là đẹp luôn. 150 một bảng hạc vĩ trắng. Kiều tím của Thái nhá. Dòng kiều tím này đây là một cái dòng hàng hot mà em thấy là đang được rất là nhiều các bác yêu thích. Đây là một dòng hàng siêu tầm và mặt bông của nó là màu hoa tím đậm, tím lịm luôn. Dòng Thái này người ta nhân giống những cái dòng này là để các bác là sưu tầm làm giống. Nên mỗi cốc của nó cũng không quá nhiều thân. Đấy ạ, thậm chí là cũng có cốc nó những cái thân của nó mầm thì rất là nhiều, nhưng mà chiều cao của thân thì nó cũng không quá dài đâu ạ, nó chỉ rơi tầm một gang tay của em đổ lại thôi. Đấy, những cái cốc kiều tím Thái này thì em xin phép bán với giá là 180.000 đồng một chậu nhá. 180.000 đồng một chậu. Hàng hôm nay vừa mới về và rất là sốt cái sốt và mọi người đặt liên tục và đặt số lượng nhiều luôn. Số lượng cũng hơi có hạn ạ. Đai châu giống ạ. Đai châu giống là ngắn nhá. Đây, hàng này thì nó cũng nhiều màu nhưng mà không phân được màu. Mỗi cốc tay châu giống em bán là 28.000 đồng một cốc. Và hôm nay thì em lại về cập bến thêm một cái lô, đó chính là dòng phi điệp bảng. Dòng này phi điệp tím Thái xưa nhé bác nhá. Dòng này là hàng tím Thái xưa. Hoa rất là sai hoa và rất là thơm, bông to. Dòng này thì trước Tết là em đang bán cái hàng nụ ấy ạ. Và cái hàng nụ các bác biết rồi. Ví dụ một bảng này trước Tết nó đang sưng nụ là giá. Đây, nụ nó vừa nở hoa ra này. Là em bán một bảng này là 250.000 một bảng đấy ạ. Tại vì thời điểm nụ thì bao giờ nó cũng thế, nó giá sẽ cao hơn là thời điểm bây giờ nó qua mùa hoa. Ngày hôm nay thì cũng có một số bác có nhu cầu là nhập về để làm giống. Bởi vì Tết vừa rồi các bác chơi hoa, các bác thấy thích quá. Em có nhập về một lô và lô hôm nay thì gọi là bán cho các bác là để làm giống thôi. Nó cũng là những cái bảng 250 vừa rồi nhưng mà nó ra hoa một số thân. Thậm chí có một số thân nó còn chưa hoa nhé. Đây ví dụ như những cái thân này nó vẫn còn là thân tơ này. Đấy, thân này ra hoa này. Cũng có những cái thân nó chưa hoa. Đây, những cái thân chưa hoa chẳng hạn như thế. Và rất là nhiều mầm ki, mầm gốc đang mọc ở phía dưới. Đấy, một bảng tương tự như vậy này. Cứ xem như thế nhá. Và hôm nay giá thành, đây, cái này thì đây, những cái mắt chưa hoa, về có thể kích ki trên thân cũng được. Đấy, đây, những cái thân chưa hoa này. Mầm gốc đang lên rất là nhiều. Trung bình một bảng như vậy, hàng tím Thái xưa này, hoa thơm, bông to này, em bán 170 thôi ạ. 170.000 đồng một bảng. Nhiều thân, nhiều ki. Cái này cứ chia ra thì nói thật là nó cũng rất là rẻ. Cái này người ta vẫn tính tiền theo ki đấy. Ngày xưa nhập cái giống này nó đắt rồi. Đây là nhân giống rộng rãi và nhiều rồi, nó mới có giá thành như thế. Một bảng phi điệp tím Thái này em bán với giá là 170.000 nhá. Dòng này là dòng tím Thái xưa nên là hoa nó sẽ thơm hơn là so với dòng bây giờ. Giống bây giờ nó sẽ không thơm được bằng ngày xưa đâu ạ. Đấy, 170.000 giá cho các bác làm giống. Đây ạ, em sẽ gửi cho các bác những cái bảng nó xem như thế nhé. Đây cũng có những thân dài miên man nhưng mà nó cũng vừa hoa. Về các bác chăm cái mầm gốc này này. Đấy, mầm gốc này là năm nay là sẽ lên khỏe mạnh. Nay em có về một loại là dòng rất là mới, đó chính là dòng hoàng thảo tím ạ. Dòng này hoa của nó tím lịm và đây là hàng của Thái Lan các bác nhé, hàng của Thái Lan. Mỗi bảng hoàng thảo tím này thì em bán với giá là 150.000 đồng một bảng. 150.000 đồng một bảng hoàng thảo tím. Toàn thân tơ là thân tơ. Đấy, em sẽ đính kèm cho mọi người cái mặt hoa của nó nhé. Về các bác treo hộ em cái này lên là cây phát triển khỏe và ra hoa thì sai hoa cực kỳ. Bởi vì hoa đều là thân tơ hết nhé.
À, đây là di linh xuân lai trầm rồng đỏ ạ. Đấy, đây dòng hoa lai thơm. Một chậu này cũng đang nhiều thân này. Em bán là 180.000 nhá. Đây di linh xuân lai trầm rồng đỏ. À, tiếp đến hôm nay em có về một loại, đó chính là dòng hương Vanda thơm. Dòng Vanda này nó là dòng Vanda lai với dòng hoàng nhạn nên hoa rất là thơm nhé các bác nhé. Dòng này thì nó có mặt hoa là mặt hoa đỏ này, có cả những màu nâu đốm này. Bởi vì dòng lai nên là hoa nó sẽ đa dạng màu sắc nhiều loại. Và cây của nó thì cũng rất là đẹp. Cây lá xếp rất là ok. Hoa thơm nữa. Những cái dòng Vanda bình thường thì bông nó to hơn nhưng mà nó lại không có hương thơm. Loại này thì nó lại có lại hương thơm. Đặc biệt là mọi người là thích chơi cái dòng có hương ấy ạ. À, loại này thì em bán là 130.000 một cây nhá. 130.000 một cây Vanda lai hoàng nhạn hay là dòng Vanda thơm. Em gọi tắt là Vanda thơm ạ. 130.000. Đai Châu hồng cánh sen ạ. Cái dòng này hoa VIP của Đai Châu Thái ạ. Cây đợt này thì cây nhỡ nhỡ nhưng mà cũng đã đủ tuổi cho hoa rồi. Đây một số cây còn đã đủ tuổi cho hoa, có cuống hoa này. Một cây như vậy em bán với giá là 350 nhá, 350. Hàng này bảo hành mặt hoa, dòng hồng cánh sen này. Đấy, về thêm một cái lô hàng đẹp